Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, sau 60 tuổi nắm được thiên cơ, hiểu được mệnh trời, tránh họa gặp phúc, làm một hưởng 10, làm đâu thắng đó, về già được hưởng phúc lớn bên con cháu. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Giáp Thìn thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Tiên tri tiết lộ chấn động chưa từng có về cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, từ sau 60 tuổi, biết rõ thiên cơ, hưởng chọn lộc trời, đổi đời giàu nứt vách, về già an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu. Quý vị thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình cuộc đời của mình sẽ hung cát ra sao, về già có giàu có sung sướng hay là nghèo khổ. Rất may là mới đây nhất các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Phục đầm chi lâm, các bậc thầy tử vi có chỉ rõ con giáp này, tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may. Nhưng sóng gió hoạn nạn ập đến bất ngờ cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ trung vận. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Giáp Thìn mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt từ sau 60 tuổi, nếu Giáp Thìn chú ý ba điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, vươn lên làm đại gia. Tiền bạc chất đầy két, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có. Những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Để giúp quý cô bác tuổi Giáp thì nắm rõ được vận trình tử vi chọn đời của chính mình, trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và các bạn cùng luận bàn về tử vi chọn đời của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Chán nhăn rồi, tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhẩm số, được mất gì bởi duyên số cho ta. Còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều bên bóng xế chờ ta. Quý vị thân mến, Giáp Thìn đã đang đi qua 60 cuộc đời rồi, đối với hầu hết mọi sự đều đã sáng tỏ, thông suốt, đã xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 60 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Giáp Thìn không còn quá quan trọng. Mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không, quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai. Có thể biến ta từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức, trở thành ông lão, bà lão, tóc bạc hoa râm, làn da đầy vết sạm nám, cho dù Giáp Thìn từng một thời oai nghiệt, hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp mới là điều quan trọng và quý giá. Xét về số mệnh cuộc đời thì tuổi Giáp Thìn là những người mang mệnh của rồng cao quý, là con cưng của trời đất, được Phổ Hiền Bồ Tát độ mệnh, có phúc tinh tử vi chỉ lối dẫn đường, cuộc sống sẽ có những may mắn bất ngờ. Tuổi Giáp Thìn mang nhiều bí ẩn thiêng liêng, số sinh ra phải là đại phú quý, tiền tài công danh quan lộ đều đã được định trước, gặp thời điểm là một bước vọt thẳng lên mây, an nhàn hưởng phúc một đời. Số mệnh trong đời người tuổi Giáp Thìn có nhiều điểm bất ngờ, trong cuộc đời gặp được nhiều quý nhân phù trợ,
đưa đường chỉ lối dẫn tới giàu có, hạnh phúc và thành công. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công. Người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc ấm êm, tất cả sóng gió bão bùng nghèo khổ chỉ là tạm thời mà thôi. Đến thời vận lên thì ắt sẽ lột xác hóa rồng bay lên tận mây xanh hưởng mọi việc tốt may mắn trên đời. Trời sinh người tuổi Giáp Thìn là người thông minh, lanh lợi, cương quyết, hoạt bát, thẳng thắn, thành thật, khoan dung độ lượng, tràn đầy sức sống, phản ứng nhanh nhẹ. Họ thẳng thắn nên không thích gây chuyện thị phi, họ tự kiêu, thanh cao song lại thành thật, họ tự cho mình là trung tâm, song lại rất có khí phách. Họ xử lý công việc một cách quyết đoán, chỉ cần quyết định xong một việc nào đó thì thích bắt tay thực hiện luôn. Họ có tinh thần trách nhiệm, năng lượng dồi dào, có tiềm năng làm việc lớn và rất tự tin trước mọi việc. Họ biết suy luận, giỏi tìm tòi, có tài lãnh đạo, khá bị động trước tình yêu, song chuyện yêu đương của họ lại tiến triển rất thuận lợi. Người tuổi Giáp Thìn được trời phú cho khả năng làm ra tiền bạc, song trong cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều người sẽ phải trải qua nhiều gian truân vất vả. Có người vì mưu sinh hoặc vì công danh và dục vọng thôi thúc đã thể hiện ra bên ngoài rất rõ bằng cách thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi nơi làm việc hoặc cơ quan liên tục. Họ có điểm chung là gặp thời vận mà giàu có phất lên bất ngờ, đổi đời trở thành đại gia trong phút chốc. Phần lớn người tuổi Giáp Thìn thích đi ngao du đây đó và tất cả các chuyến đi của họ đều tỏ ra thành công vừa ý. Trong cuộc đời họ thường có đầu óc quy mô làm ăn lớn, tuy nhiên lại chỉ thành công khi tạo dựng được đội ngũ thân tín. Chính vì vậy, phải xây dựng những mối quan hệ tốt, giàu vì bạn, sang vì vợ, còn tiếp tục chơi với những kẻ tiêu cực và đổ lỗi thì đời còn khổ dài lâu. Nhìn chung, cuộc đời tuổi Giáp Thìn vẫn có nhiều may mắn được quý nhân tương trợ, nên mọi việc đều đạt được tốt đẹp. Tuổi Giáp Thìn thời trẻ do tính cách cố chấp nên gặp thất bại là thường. Tuổi Giáp Thìn khi còn trẻ cái tôi quá lớn, không bao giờ nhận sai về mình, vì vậy mà chẳng chịu thay đổi. Tất cả bất hạnh của tuổi trẻ đến từ đây. Tới tuổi trung niên, người này dần trở nên chín chắn hơn, suy nghĩ cũng trưởng thành, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Hậu vận may mắn tốt lành, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Tuổi Giáp Thìn sức khỏe khá dồi dào, tuy nhiên cần chú ý các bệnh liên quan đến dạ dày, khi ra ngoài luôn phải chú ý an toàn. Trong tình yêu, đây là người bị động, đàn ông tuổi Giáp Thìn chu đáo, nhẹ nhàng, trời sinh nhạy cảm nên đôi khi giận hờn vô cớ. Phụ nữ tuổi Giáp Thìn lại rất ít khi buồn phiền vì chuyện yêu đương, người này rất coi trọng sự nghiệp, luôn phấn đấu hết mình trong công việc, nhưng dễ nản lòng khi gặp thất bại. Vận thứ tài không tồi, dễ gặp chuyện may mắn bất ngờ về tiền bạc, song khái niệm quản lý tài chính chưa được tốt. Dù làm việc gì tuổi Giáp Thìn cũng không thích phải khom lưng uốn gối nghe lời sai phái. Họ mong muốn có thể độc lập lên kế hoạch và tiến hành công việc. Con giáp này tượng trưng cho quyền lực, trời sinh được hưởng phúc phần, thông minh tài trí hơn người, may mắn tài lộc không kể xiết. Theo tử vi chọn đời, tuổi Giáp Thìn nữ mạng có cuộc đời được tốt đẹp và toàn vẹn, cuộc sống được nhiều may mắn và tạo được nhiều cơ hội thuận tiện cho đường tài lộc và công danh vào tiền vận, trung vận và hậu vận an nhàn. Tuổi Giáp Thìn hưởng thọ trung bình từ 79 đến 89 tuổi, nhưng nếu ăn ở hiền lành có phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Những người Giáp Thìn nam mạng ở tiền vận, công danh phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, nhưng sẽ xây dựng được chút địa vị từ 36 tuổi trở đi. Con đường công danh mới rộng mở, gia đạo, sự nghiệp và tài lộc được hưởng phúc phần để lại, gia đạo êm ấm, yên vui, hạnh phúc cả cuộc đời, sự nghiệp luôn bền chắc không lo sụp đổ. Tiền bạc luôn dư giả không bao giờ lo túng thiếu, có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi. Nếu sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích phúc tích đức sẽ được tăng tuổi thọ. Cụ thể, diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Từ 20 đến 25 tuổi, thời gian này sẽ có nhiều vấn đề rắc rối xảy ra đối với bạn, nên cẩn thận trong chuyện tình cảm, cũng như mọi thị phi ở ngoài xã hội. Từ 26 đến 30 tuổi, làm ăn phát triển tốt, tiền tài bắt đầu tăng mạnh, đời sống đầy đủ và sung túc hơn. Từ 31 đến 35 tuổi, 2 năm 31 tuổi và 32 tuổi, phải cực kỳ thận trọng trong công việc, giao thương tài chính và xuất hành đi xa. Sang năm 33 tuổi và 34 tuổi, mọi chuyện thuận lợi, suôn sẻ. Nếu hợp tác đầu tư hay mở rộng kinh doanh, sẽ thu được nhiều tiền của, vận may song hành cùng Giáp Thìn trong cả năm 35 tuổi. Từ 36 đến 40 tuổi, nên cẩn thận trong việc giao dịch tiền bạc, thời gian này nên lựa chọn người có tuổi phù hợp để giao dịch, mọi thứ thuận lợi và tốt cho cả hai phía. Những năm này kỵ đi xa, từ 41 đến 45 tuổi, những năm này không được tốt, công việc sa sút ngưng trệ, bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái, sẽ tránh được rủi ro,
Giáp Thìn năm Mạng cũng không nên giao thương tài chính hay xuất hành đi xa, kẻo rước vạ vào thân. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi được tạm ổn, có vận may về tiền tài vào năm 47 tuổi, năm 48 tuổi, tài lộc và công việc có nhiều triển vọng. Kỵ tháng 10 năm 49 tuổi, các tháng còn lại bình hòa, từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, mọi sự đều bình thường vào khoảng thời gian này, gia đình vui vẻ, hạnh phúc, công việc không quá tốt, cũng không quá xấu, phải bình tĩnh sáng suốt nhìn nhận vấn đề để xử lý những việc còn khúc mắc hợp tình, hợp lý. Từ năm 56 tuổi đến năm 59 tuổi, tài vận bình hòa vào những năm này, tuy nhiên cần chú ý đến con cái kẻo chúng gặp nạn, có thể bị hao tổn tài lộc vào tháng giêng năm 57 tuổi, nhưng cuối năm có lộc về tiền tài, không nên xuất hành đi xa và du lịch biển đảo vào năm 59 tuổi. Tiếp theo là vận trình tuổi Giáp Thìn sau 60 tuổi. Về công danh, sự nghiệp. Nhắc đến những con giáp có được sự lội ngược dòng ngoạn mục và bứt tốc trở thành con giáp may mắn nhất từ sau 60 tuổi, không thể không nhắc tới Giáp Thìn trong mọi vấn đề. Tình huống thì Giáp Thìn luôn biết cách đánh giá, quan sát và nhìn nhận một cách chuẩn xác về năng lực của bản thân. Giáp Thìn sẽ căn cứ vào tình hình trước mắt để cân nhắc đưa ra sự nhận xét đúng sai, thiệt hơn để xem việc nào nên làm trước, việc nào thì không nên làm. Cũng từ đó, Giáp Thìn có thể thiết lập và hình thành ra một kế hoạch cụ thể rõ ràng cho từng giai đoạn mà mình tiến hành. Giáp Thìn thường thích tự lực cánh sinh, chủ động và độc lập trong công việc chứ không thụ động hay chờ đợi vào bất kỳ một ai khác. Giáp Thìn luôn tìm đủ mọi cách để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và hoàn thiện nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự may mắn cũng đứng về phía bạn cả. Đặc biệt là trong năm 2023 vừa rồi, phải nói là khó khăn, mệt mỏi đối với Giáp Thìn khi mà những khó khăn rắc rối cứ liên tục hết đợt này đến đợt khác tìm đến bạn, đã thách thức sự kiên nhẫn và giới hạn chịu đựng của bạn. Khi bị những rắc rối thách thức này cản trở, ngáng chân, chỉ có thể nói rằng Giáp Thìn chưa gặp được cơ hội để giúp bạn phát huy tối đa năng lực của bản thân mà thôi. Theo tử vi từ sau 60 tuổi dự báo, thì khi bước vào giai đoạn hậu vận này, vận mệnh của Giáp Thìn được thay đổi và có nhiều chuyển biến tích cực. Tín chủ giống như lột xác, biến hình thành một người nào khác hẳn vậy, khi mà sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua một cách tốt đẹp. Từ sau 60 tuổi, Giáp Thìn nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn. Chỉ cần Giáp Thìn mạnh mẽ, vững vàng, thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ, đặc biệt là nguồn thu nhập của Giáp Thìn được cải thiện rất nhiều. Người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới. Đối với những Giáp Thìn làm ăn kinh doanh thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này, chỉ cần Giáp Thìn thực sự cần cù, siêng năng hết mình vì công việc, thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với Giáp Thìn rồi đấy. Từ sau 60 tuổi, Giáp Thìn sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Tín chủ đã có một quá trình chuẩn bị khá dài hơi, nên chỉ cần thời cơ tới, vận khí tốt, hầu bao Giáp Thìn lúc nào cũng sẽ rủng rỉnh khi may mắn gõ cửa. Bản mệnh không chỉ thuận lợi trong các lĩnh vực đầu tư mà còn dễ trúng giải thưởng, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ, nằm ngoài dự đoán. Những người tuổi Giáp Thìn thường được biết đến với sự quyết đoán, chín chắn và có khả năng lãnh đạo. Do đó, trên phương diện sự nghiệp, họ thường nắm giữ những chức vụ cao hoặc luôn tìm kiếm cơ hội để có thể tự làm chủ. Và năm mới 2024 tới này là thời điểm thuận lợi cho những Giáp Thìn đã lựa chọn theo con đường đầu tư, kinh doanh để bắt đầu ăn nên làm ra, tích lũy tài sản đáng kể. Trong giai đoạn này, tài chính của Giáp Thìn khá lý tưởng. Đây có thể coi là một giai đoạn tương đối thuận lợi với bản mệnh. Cộng thêm tính cách dám nghĩ dám làm, đầu óc biết tính toán, nên họ biết chắc chắn mình phải làm gì, làm như thế nào. Về phương diện tài lộc, Giáp Thìn có thể nhận được nhiều nguồn thu về tài lộc và mở rộng con đường dẫn đến sự giàu có. Nhờ sự hỗ trợ của sao tử vi, cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh đối với Giáp Thìn. Gia chủ sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình khi đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định, thì đa số đó là những quyết định đã trải qua sự cân nhắc đầy cẩn trọng. Chính tinh thần ấy giúp Giáp Thìn dễ dàng nắm bắt những cơ hội dù lớn hay nhỏ. Vận may đến kéo theo những cơ hội và quý nhân, giúp cho việc làm ăn kinh doanh ngày càng nảy nở. Khi khả năng kiếm tiền tăng lên, Giáp Thìn cần lưu ý đến việc tích lũy tài sản. Thay vì chi tiêu một cách bồng bột, hãy lên kế hoạch và phân chia nguồn tài sản một cách cẩn thận, rạch ròi giữa khoản tiền đầu tư và khoản tiền tiết kiệm. Sau đó hãy dùng phần tiền còn lại cho việc chi tiêu. Thói quen này giúp tài lộc đồng hành với Giáp Thìn lâu dài,
và bền vững hơn. Nhờ tài lộc dồi dào nên dù quản lý cẩn thận, chia cắt nhỏ lẻ, Giáp Thìn vẫn có thể xây nhà, mua xe hoặc thỏa mãn những nhu cầu và sở thích cá nhân mà trước kia chưa có cơ hội. Tuổi 60 là giai đoạn Giáp Thìn được thành toàn về sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc, nhưng đừng vì vậy mà không có cho mình một kế hoạch tài chính thông minh. Cuộc đời không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra và làm ảnh hưởng tới khả năng tài chính của bạn. Vì vậy, khi bước qua tuổi 60, Giáp Thìn cần đặc biệt quan tâm tới những mục tiêu dài hạn. Bất chấp bạn kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có một số ít Giáp Thìn siêu may mắn mới không phải đối mặt với những khoản chi phí bất ngờ như bị sa thải, nghỉ hưu hay ốm nặng. Do vậy, bạn nhất thiết phải xây dựng riêng cho mình một quỹ dự phòng khẩn cấp để đảm bảo tài chính trong ít nhất từ 3 tới 6 tháng và tốt nhất là 1 năm. So với việc kiếm tiền, hiểu được tiết kiệm có thể giúp cuộc sống trở nên ổn định, như vậy sẽ càng có khả năng nhìn xa và lâu dài. Điều này không chỉ tốt cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà còn tốt cho quãng đời còn lại. Cùng với tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay, áp lực cuộc sống cao, dưỡng lão lại là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không thể dựa vào con cái nuôi dưỡng. Do vậy dù thế nào đi nữa, Giáp Thìn cũng nên lên kế hoạch tiết kiệm tiền cho bản thân dùng lúc dưỡng già, có vậy Giáp Thìn mới không cần nhìn sắc mặt của con cái để sống. Theo tử vi, Giáp Thìn trời sinh vốn rất thông minh, họ luôn biết cách giữ bình tĩnh dù rơi vào hoàn cảnh nào. Đây là một trong những con giáp thường khó đạt được thành công khi còn trẻ. Tuổi trẻ gặp phải không ít chật vật, nhưng điều mà Giáp Thìn hơn người khác chính là sự chăm chỉ. Không nhụt chí, mọi nỗ lực sẽ đều được đền đáp xứng đáng, niềm tin của họ và mục đích của chính mình. Sự nỗ lực làm việc không mệt mỏi sẽ đem về thành quả cho con giáp này. 60 tuổi sẽ là cột mốc đáng nhớ trong đời mỗi Giáp Thìn, cụ thể đây sẽ là lúc tín chủ đổi vận, được hưởng cuộc sống sung túc, an nhàn, thành quả xứng đáng cho những nỗ lực ngày còn trẻ. Về phương diện tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Giáp Thìn, chuyện tình cảm vợ chồng của người tuổi Giáp Thìn nhìn chung bình ổn, bản mệnh và nửa kia đã có thời gian dài xây dựng gia đình cùng nhau, nên không còn mâu thuẫn về những vấn đề nhỏ nhặt. Khoảng thời gian này, bạn dành thời gian lo lắng cho con cái trong nhà nhiều hơn. Khi gặp phải những vấn đề không như ý, bạn nên suy nghĩ thoáng hơn, chớ nên bắt mọi người phải làm theo ý kiến của mình bằng được. Chỉ khi buông bỏ bớt những gánh nặng cơ bản, mới thấy bản thân mình được thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Muốn giải quyết được mâu thuẫn thì phải thay đổi tính nóng này, hễ gặp chuyện thì phải xem xét dưới góc độ của đối phương. Đừng luôn cho rằng mình là hiện thân của chân lý, và nếu ở nhà có những việc quan trọng, tốt nhất hai vợ chồng nên thương lượng và giải quyết thay vì một mình gánh vác. Về phương diện sức khỏe, như câu nói, thời gian là không thể tha thứ. Khi bạn lớn lên, không chỉ ngoại hình của bạn sẽ từ từ già đi, mà các chức năng khác nhau của cơ thể cũng sẽ xuống dốc. Nhiều bệnh tật cũng sẽ đến với bạn vào thời điểm này, gây ra rất nhiều phiền toái. Sau 60 tuổi, việc giữ gìn sức khỏe nên được đặt lên hàng đầu. Đừng làm những việc tổn thương cơ thể, chăm sóc càng sớm càng tốt. Hầu hết tất cả chúng ta đều đã biết rằng, thức khuya có thể mang lại rất nhiều tác hại cho sức khỏe. Trước hết đi ngủ quá muộn sẽ gây hại cho sức khỏe của gan và khiến cơ thể khó chịu. Nếu để lâu ngày, gan không được phục hồi sẽ dễ gặp nhiều vấn đề như xơ gan và thậm chí là ung thư. Thức khuya còn có thể gây hại đến não bộ. Một trong những tác hại điển hình đó là giảm trí nhớ, khó tập trung. Vì vậy muốn cơ thể khỏe mạnh và có sức đề kháng, thì Giáp Thìn cần điều chỉnh giờ đi ngủ của mình. Để làm được điều này, Giáp Thìn cần sắp xếp hoàn thành các công việc trong ngày. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên kết hợp với tăng cường vận động, cũng như hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Đại đa số Giáp Thìn làm việc trong nhà hoặc ngồi trong văn phòng một ngày, đây thực chất là một thói quen rất xấu, không có lợi cho sức khỏe. Những năm 40 hay 50 tuổi là thời điểm Giáp Thìn dốc sức để theo đuổi những thành tựu trong sự nghiệp, nhưng từ sau 60 tuổi, Giáp Thìn cũng không được quên nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của bản thân. Ngồi lâu là một thói quen xấu, không chỉ khiến khí huyết kém lưu thông mà còn kéo theo nhiều loại bệnh tật ập đến. Nam giới dễ mắc các bệnh viêm nhiễm như viêm tuyến tiền liệt, viêm bàng quang, nữ giới dễ mắc một số bệnh phụ khoa. Sau khi làm việc, bạn có thể đứng dậy đi lại, rót một cốc nước hoặc đi vệ sinh một vài lần thay vì ngồi suốt nhiều tiếng liền. Quý vị thân mến, sống chết có số, sinh tử bất kỳ, muốn hóa giải được chút tai kiếp, mỗi người chúng ta vẫn nên nhìn thấu được số mệnh của mình để tìm hiểu vận mệnh của tuổi Giáp Thìn. Sau 60 tuổi, theo từng tháng sinh âm lịch sẽ diễn biến như thế nào, thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng Minh Đường Tử Vi khám phá vận mệnh của tuổi Giáp Thìn qua 12 tháng sinh âm lịch nhé. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 1 âm lịch. Sinh vào tháng riêng là tiết Tân Xuân, tuy trời đất gia hòa, nhưng với tuổi Giáp Thìn thì là sinh không gặp thời,
Rồng không có chỗ bay lên, nhưng họ lại là những thông minh sáng láng, là người có ước mơ và khát vọng thành công. Người này thương người, hay nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, phúc phận gia đình không nhiều, dễ gặp phải chuyện phiền phức, công việc nhiều trắc trở. Nếu bản thân vượt qua những gian khổ người thường khó lòng chịu được, thì tất nhiên sẽ đạt tới đỉnh cao khó ai bì kịp. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Người sinh tháng 2 theo lịch âm rơi vào tiết Kinh Chập, số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng sinh tháng này trong năm có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến rất cao. Như rồng bay về trời, họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho con giáp này, giúp họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến rất nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, làm mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Giáp Thìn sinh tháng 3 âm lịch là lúc trời đất vào tiết Thanh Minh. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng này rất thông minh nho nhã, là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường. Họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, công danh tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu, được nhiều người ngưỡng mộ. Họ đa tài đa nghệ, chí dũng song toàn, ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông. Sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan tiến chức không phải chuyện gì quá xa xôi. Đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể, càng lớn tuổi được hưởng nhiều phúc khí, thông minh đĩnh ngộ, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh vinh lợi đủ đầy, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 âm đúng vào tiết Lập Hạ, là người có ý chí cao xa, sinh vào tháng này có thể nói vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể. Họ là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người. Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực thẳng thắn, ghét sự xấu xa giả dối. Nếu làm quan trường sẽ làm nên nghiệp lớn, công danh sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch nằm trong tiết Mang chủng, rồng sinh tháng 5 là du long hạ hải, chuyên làm việc lớn, tính cách mạnh mẽ quyết đoán, thẳng thắn kiên cường, có thể vượt mọi khó khăn, tự mình tạo nên uy quyền cho mình, công danh sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến ầm ầm không gì cản nổi. Người tuổi Thìn sinh tháng 5 âm lịch là bậc anh tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người, tuy nhiên tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán chuyên quyền luôn làm theo ý mình, nếu không tu tâm dưỡng tính thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở muộn phiền. Số mệnh phú quý, người sinh năm Thìn vào tháng này trong năm đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài giường cột quốc gia. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trong năm rơi vào tiết Tiểu Thử, người này cũng có tài năng, nhưng nếu sinh không đúng giờ cát lành, thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở về sự nghiệp, tiền bạc thiếu thốn, khó khăn bủa vây, như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng, tuy tài hoa hơn người nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công. Cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều, tuy học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đoái thương. Nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn, khi thăng khi trầm, lên xuống bất định, tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển. Kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Chính vì vậy trong cuộc đời gặp thời thì nên nắm chắc lấy cơ hội để đổi vận thoát ải khó khăn, bước lên làm giàu. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trong năm là tiết Lập Thu, người sinh tháng 7 thông minh đĩnh ngộ, lo sự chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực, bất cứ chuyện gì người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Giáp Thìn sinh tháng này cuộc đời hạnh phúc thành công, tài đức song hành, trí tuệ hơn người, họ may mắn được anh em bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, cũng là người vượng vận quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, Giáp Thìn sinh vào tháng này có tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái.
Họ có tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn. Bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân phò trợ. Những chú rồng này gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hát phúc lộc bình an, tự nhiên mà có. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Trong năm tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, Giáp Thìn sinh tháng này tính tình điềm đạm, chín chắn, tâm địa thiện lương, trung thực thật thà, cũng là người trọng chính nghĩa, sẵn sàng xả thân vì việc lớn. Họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày, vạn sự như ý, cát khánh bình an. Họ là người sống ôn hòa nho nhã, hiền lành đôn hậu. Tuy nhiên, cũng có lúc người này có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trong năm là tiết lập đông, người tuổi Giáp Thìn sinh tháng này không cần phải vất vả quá nhiều, tài năng bất phàm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên ý chí người này không cao, sợ khó sợ khổ, sợ thất bại nên không chịu dấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng, tính cách của họ cũng có phần cô độc, thích sống một mình, không muốn hòa mình với đám đông, cũng khó thích nghi với cuộc sống tập thể. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, băng tuyết lấp đường, chẳng còn lối đi, tứ phía bùa vây toàn chướng ngại. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng này thiếu sự quyết đoán, lỡ có thất bại thì cũng khó lòng vực dậy tinh thần, mặc dù có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được, làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả. Người tuổi Thìn sinh tháng 11 âm có tài hoa xuất chúng, họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão. Song cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội không phải không biết nắm bắt, mà do có kẻ xấu rình rập hãm hại, làm lỡ mất thời cơ nên đành ôm hận. Nếu dám đối diện với thách thức, nắm lấy cơ hội nhanh hơn, thì thành công tất sẽ đến ngay. Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm trùng với tiết tiểu hàn, Giáp Thìn sinh tháng này phải chịu nhiều khó khăn vất vả, song mãi mà không có được thành công, tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng phúc mỏng, không được như ý muốn, không được anh em bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Con giáp sinh vào tháng 12 âm lịch trong năm, nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Quý vị thân mến, đời Giáp Thìn có 3 việc, nếu không biết kiểm soát hoặc tránh được thì cố đến đâu gia đình cũng khó mà hạnh phúc. 1. Sống dựa dẫm, phụ thuộc vào con cái. Rất nhiều người nghĩ rằng mình vất vả nuôi dưỡng con cái bao nhiêu năm thì tới lúc mình già con cái phải có nghĩa vụ báo đáp mình. Nhưng thế hệ con cái ngày nay phải lo lắng rất nhiều, nào là trả tiền nhà, tiền xe, tiền chăm sóc vợ con, rồi chi tiêu hàng ngày. Có những người con không phải họ không muốn báo hiếu, mà là họ lực bất tòng tâm. Sau khi con cái trưởng thành, hãy để chúng tự lập, đừng vướng bận thêm nữa. Việc của bạn là phải chuẩn bị tốt cuộc sống về già sau này của mình. Đừng oán trách rồi đè nặng áp lực lên con cái. Con người vào tuổi xế chiều không cần dựa vào con cái, mà hãy cho phép bản thân tự do làm những điều mình muốn. 2. Không nắm giữ tốt tiền bạc trong tay. Con người Giáp Thìn khi còn trẻ lúc nào sẵn sàng xông pha trên mọi nơi để lập nghiệp, mục tiêu cuối cùng là kiếm tiền để dưỡng già, để có cuộc sống thoải mái khi tuổi già. Tuy nhiên khi về hưu thì sức khỏe và tinh thần của tín chủ cũng theo đó mà giảm sút đi, nhưng có nhiều Giáp Thìn tuổi này vẫn phải bận lòng vì con cái. Là cha mẹ thì việc nuôi dưỡng chăm sóc con cái là chuyện cần làm, nhưng cái đáng nói là nhiều người đang làm việc này quá tay. Họ đem toàn bộ số tiền dưỡng già của mình để cho con cái, mà không giữ cho bản thân đường lui. Có người nghĩ, tiền bạc, nhà cửa rồi sau này cũng để lại cho con cả, nên cho sớm hay muộn cũng như nhau. Nhưng thực tế không như vậy, bản thân mỗi Giáp Thìn sau tuổi về hưu thì cần phải dưỡng già, chỗ dựa lúc này là con cái. Nhưng chủ yếu vẫn là số tiền đã tích góp từ trước, hãy biết dự phòng cho bản thân những lúc cấp thiết. Có rất nhiều trường hợp cha mẹ trao cho con cái quản lý tiền bạc, nhưng rồi sau khi lập gia đình thì con cái bỗng dưng thay đổi, lúc này mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa cha mẹ và con cái. 3. Không biết bảo dưỡng thân thể.
Nếu bạn không biết chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh, thì sau này đau ốm bạn sẽ tốn kém nhiều khoản tiền ngoài dự tính. Những khoản chi phí ấy có thể làm sụp đổ cả một gia đình. Thế nên, đời người sức khỏe mới chính là tài sản đáng quý nhất. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, thì bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền chữa bệnh rồi. Hãy biết rèn luyện, cần dưỡng sinh thì phải dưỡng sinh. Hãy biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn, thì mới có thể an hưởng tuổi già được. Lời nhắc mệnh dành cho tín chủ Giáp Thìn từ sau 60 tuổi, người có phước đừng hoang phí, bởi phước hết thì họa sẽ sinh, được ăn ngon, được mặc đẹp. Chính là một người có phước, thấy ai mà xinh đẹp, là biết người ta có phước, ai đang sống giàu có, hạnh phúc, là người đó có phước, ai đang có chức quyền, người đó cũng có phước, ai con cháu giỏi giang thành đạt cũng do có phước, ai đang được cung phụng ăn ngon mặc đẹp, xe sang, cũng do có phước. Nhưng tất cả những ai đang có phước xin hãy giữ gìn và tiết kiệm, đừng hưởng thụ hoang phí phước, hãy để lại phước cho ngày mai, ngày kia nữa, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Dát vàng ngọc lên người quá mức là hình thức đem phúc đức trong tài khoản ra xài một cách vô tội vạ mà không giúp được gì cho bản thân, phước mà hưởng hết. Còn đáng sợ hơn là tiền trong tài khoản hết, bởi phước hết thì họa sinh, bệnh tật, tai ương, xui xẻo sẽ kéo đến, không phải độc ác hay hại người mới tổn phước. Chỉ cần hưởng thụ quá mức, vô ơn không biết ơn người cho bạn sự hưởng thụ đó, mà cứ sống như đó là sự hiển nhiên mình được thì cũng sẽ không có hậu về sau. Phước tuy vô hình, nhưng luôn che chở khi gặp hoạn nạn. Phước cũng giống như tiền tiết kiệm để dành hàng ngày. Khi gặp tai nạn hoặc lâm nguy, bạn luôn có sẵn để dùng. Khi làm các việc thiện sự nên hồi hướng công đức phước báu. Phước phải do chính mình tạo nên, chứ không phải cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước. Nếu bình thường bạn không biết tạo phước giúp đỡ người nghèo khổ, hoạn nạn, phóng sanh cứu vật, cúng dường tam bảo, hiếu thảo với cha mẹ, không biết tiếc phước tiêu dùng mua sắm lãng phí, ăn uống vô độ, không phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu, sân si thù hận, thì khi gặp nạn tai có cầu xin van vái khắp nơi cũng không có người giúp. Chính vì vậy đừng coi thường việc gieo phước hàng ngày. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.